ba coi được á hả? Lúc con khẳng định 99% á thì ba nói là không phải. Bây giờ là ba thích nói dối con cái lắm hay ba? Cái gì? Ba, tại sao vậy? Ba làm như vậy mà ba không thấy ăn năn, không thấy hối lỗi gì với mẹ con hết hả sao ba? Em bình tĩnh ra đi, từ từ nói. Bình tĩnh cái gì? Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Im đi. Con nói thiệt ba đó, bộ ba không có thấy ăn năn, không thấy hối hận gì một chút nào với mẹ con thiệt hả ba? Em ơi, em bình tĩnh lại đi. Thiệt ra chuyện ba đi với cô Hiểu Phó trong ngày giỗ của mẹ là có lý do chính đáng mà. Cái gì? Anh nói lại cho em nghe coi cái gì vậy? Ủa, chứ không phải em giận vì chuyện đó hả? Lúc cuộc là sao vậy hả ba? Ba làm vậy mà coi được hả? Vậy mà cái hôm đám giỗ ba còn nói là ba đi thăm bệnh đó hả ba? Bộ ba không thấy ăn năn hối lỗi gì với mẹ con hết hả? Không, không phải. Chuyện là... Bây giờ tôi điên lắm rồi. Tôi không có sống nổi trong cái căn nhà này. Nó phải buông ra đi này con... Buông ra đi. Má Hậu không biết sống sao vừa lộng nhà nữa. Thôi chuyện vậy rồi ba đừng buồn nữa nha ba. Cái người mà tao buồn nhất á là mày đó. Sao vậy? Bắt bà. Mà nghe nặng lời quá vậy. Thật ra tôi với ba cô á, tôi cũng đã định nói chuyện với cô lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cơ hội thôi. Hơn nữa tôi với ba cô á, đâu có làm gì mà sai với đạo lý đâu. Sao cô lại cứ nói chúng tôi không ngay thẳng hả? Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Trước khi mẹ con mất, ba cũng làm cho mẹ con đau lòng vì cái thói lăng nhăng của ba. Ba quên hết rồi hay sao vậy? Sao lại đem cái chuyện đó nói ra đây hả? Ba quên mất rồi hả? Cái ngày mà đưa tang mẹ con, ba đã hứa gì với tụi con? Ba quên hết rồi hả ba? Ui, để về nhà nói. Con phải nói, ba phải cho con nói. Mẹ con mất chưa được 3 năm mà ba. Ba làm như vậy là sao chứ? Rõ ràng là hai người có mối quan hệ mờ ám mà. Cô, chị nhà mất chưa được 3 năm à? Sao lại nói với tôi là chị đã mất 11 năm rồi mà? Ba tôi muốn nói dối để cố tình quen cô chứ sao nữa. Thiệt tình là tôi xin lỗi bà vì tôi đã nói dối bà. Chắc là bà hụt hẫng lắm hả? Tôi không những hụt hẫng mà tôi còn thất vọng lắm. Tôi rất thất vọng về ông. Phải, bà thất vọng thì cũng đúng thôi. Bởi vì tôi đã nói dối bà. Một lần nữa xin lỗi bà. Chuyện ông nói dối tôi có thể hiểu được. Tôi thất vọng đây là thất vọng cái bộ dạng của ông lúc đó. Tôi thấy khó chịu lắm. Thôi mà,
tha thứ cho tôi đi liễu. Hay là bây giờ mình gặp nhau đi, tôi muốn gặp bà liền ngay bây giờ. Ở thế nếu không thì ngày mai. Tôi thì lúc nào cũng được hết, lúc nào bà gọi cho tôi là tôi sẽ đến với bà liền. Ừ, tôi chờ điện thoại của bà nha. Sẽ được 16 lần cầu và quay một lần. Trời mấy người dạ. Ông thua đi, thua đi. Làm chi bánh đu tì vô ngoại. Quá mệt mỏi. Trạng Nguyên, nghe nói con thi anh Văn được 9 điểm hả? Giỏi quá ha. Kết quả cuộc giải đấu đặc biệt thắng nhẹ 2, 6, 1, 4, 2, 6. Trời, một bãi chiến trường. Tự qua nay không có đứa nào dọn cái đống tỏi này như vậy hả? Trời ơi, để đập rồi tay ra nữa. Ôi, sáng sớm đi đâu vậy? Làm chi? Nhanh lên. Dạ. Con muốn đi lúc nào. Ồn ào quá, đi. Ba hỏi là đi đâu? Đi đâu mà làm vậy? Ba, ở dưới bếp có cơm á, khi nào ba đói ba nhớ lấy ba ăn nha ba. Chuyện nhỏ bây giờ nè, ở lại với ba, ba nói chuyện với con một chút nha. Không được, có đi không hả? Anh em ăn giày ra liền. Kệ nó đi, vợ con bằng ba vợ ở đây bây giờ nè. Con biết rồi ba ơi, nhưng mà vợ con đang chờ ngoài còn không ra, nó chửi tình chết của ba còn nghiêm trọng hơn con biết không? Lâu quá hả? Rồi xong rồi nè, anh ra nè. Làm cái gì mà sợ vợ đi? Ba vợ con không sợ à? Đi sợ nó hả? Dạ con sợ ba nhưng mà sợ vợ con hơn. Trời ơi, ba ơi, có gì nó nói sao cho ba? Vợ con nó chờ con. Có sao, có ba đây nó không làm gì hết. Không được đâu ba ơi. Rồi xong rồi ra liền nè. Ra cái gì ngập ốm đi. Ba không được đâu, trời con ngoại á. Tình hình của ba còn nghiêm trọng hơn con nữa. Trời con biết mà giờ con khổ quá. Cao lắm, nó đánh con dài bẩn hơn còn ba nè. Nó biết được là chết luôn á. Rồi, con xin lỗi ba. Con đi cho ba. Khoan, lâu quá trời lâu à, có đây không? Xong rồi, giờ đi nè. Mọi người ơi, lên xe giùm cái đi. Ở ngoài đây không có máy lạnh, nóng lắm. Không biết sống sao cho vừa lòng của nhà này, mệt mỏi quá. Không được ba ơi, con phải về với vợ con thôi ba ơi. Kể xin nó. Lỗi ba, con thương ba lắm nhưng mà con thương vợ con hơn. Trời ơi, kể nó, không có gì phải sợ hết. Nó lên gõ đá không cháy. Ê, nè, khoan. Trời ơi, trời. Mày sợ thì cũng sợ vừa vừa thôi. Chị sợ dở quá trời chưa cho người ta sợ nữa. Gọi vậy? Hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại. Thư đang rối mà còn bắn là. Trời ơi, mà giúp việc đi, đâu phải là trúng số độc đắc rồi. Muốn làm gì làm, không coi ai ra gì.
Ủa Sĩ, con về rồi hả? Dạ. Cái chuyện của ba thì con cũng ba biết rồi. Dạ. Ba nghĩ là có thể người khác thì không hiểu, nhưng mà riêng con thì ba tin là con sẽ hiểu ba. Dạ. Vậy thì con có thể giúp ba được không? Giúp gì ba? Tức là đứng về phía ba, ủng hộ cho ba. Còn chiều khác không ba? Chiều này cũ lắm rồi ba. Trời ơi, sao cái mặt cái thằng này nó cứ lạnh tanh như nước đá luôn. Quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Liễu à, mình gặp nhau liền nha em. Bây giờ tôi đến nhà bà nghe. Liễu ơi, tôi thấy không ổn chút nào. Tôi không thể để bà bỏ rơi tôi như vậy được. Mình gặp nhau đi. Giờ tôi sẽ đến trước nhà bà đây. Xấu hổ lắm. Tội lỗi này một mình ba gánh hết con à. Bây giờ không phải để lúc nói mấy cái chuyện đó. Con xin bà đó, ba đi về đi. Đi về đi, ba bệnh đó. Quà wow. Giờ con có la mắng thầy sĩ giả ba thì ba cũng chấp nhận hết. Ba yêu cái người phụ nữ này thật lòng con à. Tại sao ba lại như vậy chứ hả ba? Ba cũng không biết tại sao ba lại như vậy nữa. Ba chỉ biết là ba nghe lời theo con tim. Đối với con cái chuyện này, ba cảm thấy xấu hổ lắm. Ba xin lỗi con. Ba xin lỗi con. Thank you.
quên.